Cảm ơn chào và cô chú chị các bạn đang kênh Trang Dũng Vlog, và hiện tại Trang Dũng đang ở chợ Dĩ An trong buổi sáng ngày hôm nay, và Trang Dũng cũng sẽ quay review cảnh toàn cảnh chợ Dĩ An cho cả nhà mình cùng xem, và xin mời cả nhà mình cùng vào bên trong chợ Dĩ An xem như thế nào nhé. Ở đây là ở phía trước đoạn đường Cô Bắc nghe cả nhà, của chợ Dĩ An đây. Đây là đường Cô Bắc. Đây là ở phía trước đầu chợ Dĩ An. Đây là phía đầu chợ Dĩ An, thì vô đây là đoạn đường Cô Bắc nghe cả nhà. Hai bên chợ buổi sáng rất là đông đúc. Và khu ở phía trước của chợ Dĩ An là cũng đang sửa làm lại. Sáng này mọi người chợ rất là đông ngay cả nhà. Và đây là ở trong lòng chợ Dĩ An đang bán đồ ở cả nhà. Đây là ốc bu tôm cá, bu ghẹ mực rồi đầy đủ ngay cả nhà. Và buổi sáng nay thì ở chợ thì mọi người đi rất là đông. Đó. Đây là ở phía sau chợ được Nguyễn Thái Học của cả nhà. Và đây là đoạn đường Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Chạy ở đây đó là ngã tư ngay chỗ chợ Dĩ An. Còn khu đây là nhà, phía vô là nhà sách Dĩ An. Trước nhà sách đó thì có chỗ chữ xe, và hai bên là bán bánh trung thu để cho dịp Tết trung thu nhé. Ở đây là những cái quầy hàng bánh trung thu. Một phía bên trái là chợ là chuyên là bán mắt kính Sài Gòn. Và những quán đồ gia dụng. Hello, chào anh. Mua bánh hả? Lấy tim gì hả? Quay YouTube. YouTube hả? Dạ. Yeah.
Như đây là nhà sách Di An nha cả nhà. Ở phía bên trái mình đó thì là những cái gian hàng bán như là đồ dùng gia dụng nha cả nhà. Ở đây cũng có quán cà phê Đặng đây. Phần phải đây là khu bán hoa tươi nha cả nhà, ở khu hoa tươi ở chợ Di An của mình. Những dịp cuối tuần thì mình cũng mến chúc tất cả bà con chú anh chị các bạn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn được thành công trong cuộc sống và có một ngày chủ nhật vui vẻ cùng gia đình. Ở đây là khu trong ở Di An trong nhà làm chợ. Hai bên đó thì bên nhà làm chợ bên đây khu vực này là bán những mũ bảo hiểm, bên đây cũng vậy. Còn buổi sáng thì bà con chủ nhật được nghỉ thì rất là nhiều người đi chợ. Bên đây là cũng quầy bánh trung thu Đồng Khánh nha.